Thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp quản lý các mạng xã hội. Giới truyền thông cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp vào chiều ngày thứ Năm ngày 28 tây tháng 5 nhằm quản lý các mạng xã hội như Facebook, Google và cả Twitter. Sự kiện này đã diễn ra vào vài ngày sau khi mạng Twitter bắt đầu kiểm tra tính xác thực của một số dòng tin nhắn của Tổng thống viết về chuyện các tiểu bang dân chủ gửi phiếu bầu qua mail, khiến Tổng thống hết sức tức giận. Xác lệnh mới sẽ yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC soạn thảo quy định về việc mạng xã hội có thể xóa các nội dung trên trang web của họ khi nào và như thế nào, trong khi vẫn được duy trì sự bảo vệ dành cho họ theo Điều 230 của Đạo luật Truyền thông hợp lệ. Đạo luật này chủ yếu cho phép các mạng xã hội không phải chịu trách nhiệm cho phần lớn các nội dung đăng trên trang web của họ. Sắc lệnh mới sẽ khuyến khích Ủy ban FCC hành động chống lại các công ty được cho là cố tình dẫn dắt sai công chúng về thông tin truyền thông. Nếu không có sự ủng hộ của Quốc hội, Tổng thống sẽ không thể làm được điều gì với một sắc lệnh hành pháp. Tuy nhiên, các tuyên bố của Tổng thống có vẻ đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các mạng xã hội. Trong ngày giao dịch thứ Năm ngày 28 tháng 5, cổ phiếu của Twitter giảm 5%, trong khi Facebook giảm 3% và Google giảm hơn 1%. Điều 230 trong luật truyền thông hợp lệ lâu nay vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Các mạng xã hội nói điều khoản này là cần thiết để mọi người tự do thể hiện ý kiến. Trong khi đó thì phe phản đối cho rằng điều khoản này giúp các mạng xã hội tránh được một số quy định áp dụng cho những hãng truyền thông thông thường. Dù trên thực tế, mạng xã hội có vai trò rất lớn trong việc truyền bá thông tin.